Chào buổi sáng bà cô chú. Chào Mỹ Trang bà cô chú. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Em Chi sáng nha, em Chi nó không có ăn sáng mà nó ngồi dẻ không cần bà cô chú nói. Ăn lẹ đi con. Đó, chuẩn bị đi học thôi cô chú ơi. Nhanh đi con à. Kim đi làm tóc ha mọi người. Kim đặt lịch ở trên đầu đường nè, đầu đường nhà chỗ nhà Kim nè. Đi làm ở gần nhà. Tiệm tóc đây nè cô chú anh chị. Kim nó làm tóc xong rồi nè cô chú anh chị. Nhộm ha. Nhậm cái chân mà sao trong đây nó còn xa quá chừng một khúc luôn nè. Nhưng mà không sao thôi kệ đi. Cắt ngắn luôn mọi người. Xin chào con bà cô chú, con đi học về. Về rồi. Về rồi. Đây nè em Chi muốn đi xuống đây xem cái bến tàu lửa nè cô chú anh chị. Cái bến tàu lửa mé bên kia á mọi người. Ở trên đây là cây cầu rồi, mỗi ngày đi học trên cây cầu. Nhưng mà không có đi xuống đây, bây giờ mới đi. Dạ. Ok, đi lên ngược lên đúng không? Này giống như cái đường tắt đó cô chú anh chị. Đi lên đây. Ở bữa nay chị học chỉ có hình dáng gì đây? It's people shaking hands. Là hôm nay được đi nè. Được đi uống uống hot chocolate với teacher đúng không? Là em Chi học học ngoan hả cô chú anh chị trong một cái kỳ 1 này nè. Là cái mùa là được đi uống hot chocolate là cái sô cô la nóng cô chú anh chị với cô giáo hiệu trưởng. Cô giáo hiệu trưởng là một lớp sẽ được một lớp là sẽ được một bé. Là em Chi được chọn nè. Trong cái mùa thu này nè. Chị học giỏi quá, chị ngoan quá à. Mốt chị ngoan nữa nha. Cái kỳ sau chị được uống chocolate nữa nha. Mẹ, if you're in high school, do you also get to still drink hot chocolate? I don't know, maybe not. Yes. So, the hot chocolate, the big cup or small cup? Ly nhỏ thôi hả? Ngon không? Rồi chị có nói chuyện với cô. We were talking about how we keep our school safe and the people who are being mean. Right. We couldn't talk about what we want. Yeah. Nay Kim làm bí hấp hay cô chú anh chị.
bye.